miếng phô mai miễn phí thì chỉ nằm trong siêu thị, ở hàng ăn thử ấy. Để mình chỉ cho bạn cách bẫy một con chuột. Đầu tiên là bạn cần phải có bẫy. Sau đó thì cần phải chuẩn bị mồi. Dù bạn có đói, có khát, mồi chuẩn bị thì cũng phải ngon, phải là loại thượng hảo hạn. Mồi mà tốt thì khả năng bẫy được chuột rất cao. Để tăng khả năng thì bạn có thể vừa chọn mồi tốt, vừa chọn mồi mà chuột thích. Tiếp theo là phải biết những nơi chuột hay lui tới, rồi đặt cái bẫy vào đó auto dính chuột.